Michael là cơn bão cấp 4 đầu tiên được ghi nhận đổ bộ vào Florida với sức gió 155 dặm một giờ. Nó được xem như là cơn bão mạnh nhất vào lục địa Hoa Kỳ kể từ cơn bão Andrew xuất hiện năm 1992. Michael là cơn bão thứ 7 trong năm tại lưu vực Đại Tây Dương. Trung bình Đại Tây Dương có khoảng 5 cơn bão. Vào tháng 10, tốc độ gió nhiệt đới bão lực của nó kéo dài hơn 320 dặm, tương đương với khoảng cách giữa thành phố New York và Pittsburgh. Florida đã có nhiều cơn bão trong tháng 10 hơn bất kỳ tháng nào khác. Bão Michael nhanh chóng tăng cường 45 dặm một giờ trong 24 tiếng trước khi vào Panama City. Thưa quý vị, nhóm phóng viên Ái Hiền và Như Lê hiện tại đang có mặt tại hội trường giáo xứ Thánh Pedro Paulo của thành phố Panama. Như quý vị thấy hình ảnh đằng sau lưng của chúng tôi, đây tất cả các thiện nguyện viên đến từ Liên bang Hoa Kỳ cùng với các đại diện của các chủ tịch cộng đồng cũng đã có mặt từ rất là sớm trong ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 12 năm 2018 và xin gửi đến quý vị những hình ảnh của đoàn cứu trợ đến đây để cùng giúp cho bà con đồng hương của chúng ta, những người Mỹ gốc Việt tị nạn tại thành phố Panama, tiểu bang Florida đã rất là khó khăn sau cơn bão Michael. Và xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh sau đây. Như quý vị biết là chúng tôi đang vào trong ngôi thánh đường của giáo xứ Thánh Pedro Paulo. Bây giờ cũng khá là sạch sẽ hơn rất là nhiều rồi. Thì như quý vị thấy là đây là cha chánh xứ Nguyễn Tinh. Thì ngày hôm nay cha dẫn cho tất cả ông quý vị có thể coi được cái hình ảnh ngôi thánh đường này bị damage như thế nào, bị thiệt hại như thế nào. Cha có thể nào chia sẻ cho quý vị khán giả đang theo dõi được không thưa cha? Thực sự hôm bảo đến thì mình không di tản, mình ở lại bên hội trường của giáo xứ ở đây. Bây giờ có một số giáo dân người ta không đi được nên mình phải ở lại với giáo dân ở đây. Lúc mà cơn bão mới đến á, khoảng 11 giờ sáng thì tương đối không đến nỗi ghê sợ, nhưng mà khi mà cái trung tâm bão mà nó vào ngay thành phố Panama thì lúc đấy thì tất cả các cái building thì bắt đầu nó rung chuyển, giống như là mình đang ở trên một chiếc xe lửa tốc hành mà cái đường ray nó bị gần như nó bị lệch đường ray đó. Thì nguyên cả cái hội trường của mình nó lắc lư giống như là trong một cơn động đất, vì thế cho nên tất cả mọi người đều phải chui xuống dưới cái gầm của cái dàn sân khấu mà các anh chị vừa rồi thấy đó, và trốn dưới đấy cho đến khi cơn bão đi qua khoảng 3 giờ chiều, trong vòng khoảng một hơn 2 tiếng đồng hồ. Thì phải nói là rất là kinh hoàng và trời đất mịt mù như là trong một cơn bão cát, mình không có thấy gì cả. Nhìn ra ngoài trời thì thấy gió và tất cả các vật dụng các con bay khắp mọi nơi trên trong khung trục vậy. Sau khi mà cơn bão đi qua thì mình sang hồi nhà thờ thì mình thấy nhà thờ mất hết tất cả các máy ở đây bị lột hết và nước vào tất cả các ghế, các đồ vật dụng tường ảnh ở đây hư hỏng, vì thế cho nên bây giờ chúng ta thấy là chỉ có cái mái, người ta đã trùng cái mái, nhưng mà tất cả các tường đã được lột sạch rồi, ghế đã được đưa ra ngoài và tất cả các đồ đạc bây giờ dồn lại ở đây để chuẩn bị cho vấn đề tái thiết. Hy vọng lần sau năm mới thì nhà thầu sẽ bắt đầu cái công việc tái thiết nhà thờ, thay máy mới, sau đó sẽ làm trần và làm tất cả các ở trong nhà thờ. Hiện tại ở đây thì có khoảng trên 110 gia đình, và cho khoảng trên dưới khoảng 600 giáo dân ở đây thôi. Là người Việt Nam, mình cũng giúp cho một cái giáo xứ Mỹ bên kia khoảng 1.500 gia đình. Nếu anh chị em nào muốn giúp đỡ giáo xứ Pedro và Paulo ở thành phố Panama City thì có thể liên lạc với tôi, Lê Mục An, Tô Nguyễn Tin, chánh xứ của giáo xứ Thánh Pedro Paulo, qua số điện thoại và cầm tay của tôi là 985-518-2641, hoặc là địa chỉ của nhà thờ ở đây là 1003 North East Avenue, Panama City 32401. Trước thảm cảnh đau thương đó, chúng ta là những người có tôn giáo, chúng ta thành tâm hướng nguyện và cầu nguyện ơn trên gia hộ cho tất cả chúng ta trong nước, hải ngoại và đặc biệt thành phố thương đau Panama City, Mexico City, Florida, bão Michael giáng xuống sớm vượt qua khổ nạn. Bao nhiêu cái sự khổ đau đơn vai, xin cho có nhiều bàn tay yêu thương đến kịp thời và đúng lúc để giúp cho tất cả chúng ta
sớm vượt qua khổ nạn và trở lại cuộc sống bình thường. Xin Chúa đến để cất đi những khó khăn, những thử thách mà chúng con đang phải đối diện bây giờ, đặc biệt là cho tất cả những mọi người trên thế giới đang phải đối diện với thiên tai, đối diện với những sự kỳ thị, đối diện với những sự hà khắc của các nhà cầm quyền, độc quyền trên thế giới. Và xin Chúa đến để mang bình an cho tất cả chúng con, cho tất cả mọi người đang khổ đau, đang phải chịu trận chia cắt ở trên thế giới này. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Như ông bà nói thì lá lành thì đùm lá rách, thì mỗi người giúp một bàn tay. Thì vừa hôm qua thì cộng đồng thành phố Pensacola cũng quay một số quỹ cũng ok, cũng giúp đỡ cho người đồng bào ở Panama City này. Tôi nghĩ là tôi có quá nhiều may mắn, chứ nếu không thì bão mà Hurricane Michael mà đập thành phố tôi thì tôi cũng khốn khổ như những người đồng bào tại thành phố này. Nhân tiện đây thì tôi kêu gọi tất cả các đồng bào 50 tiểu bang cũng như khán giả của Việt TV hãy ủng hộ cho những người đồng bào tại nơi này. Thật là sự vinh dự và niềm xúc động khi tụi con được đến đây cùng đồng hành với các cộng đồng bạn để góp một bàn tay, một chút gì đó gửi đến quý đồng hương của mình. Cầu mong cho tất cả những thiệt hại, những tổn thất, những mất mát mà quý vị đã có sẽ được đền bù một cách nhanh chóng. Dạ, xin kính chào quý vị. Hôm nay một lần nữa xin chia sẻ nỗi đau buồn cùng tất cả vì trận bão Michael vừa qua. Hy vọng rằng Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho tất cả chúng ta để quý vị mang lại đời sống bình thường như xưa. Tiếng hát xua tan đêm thơ, bình minh rực sáng tâm hồn. Tiếng hát cho nhau yêu thương, vòng tay bác ái bao dung. Tiếng hát xua em dịu dàng, khúc hát quê hương nồng nàn. Tiếng hát vang thật xa, hạnh phúc mãi bên ta. Một cái hình ảnh đẹp mà Hiền muốn chia sẻ tới quý vị, đó là hình ảnh của gia đình anh Jackson Lee đại diện cho cộng đồng thành phố Dallas. Anh cùng với gia đình gồm có chị vợ đi chung nè và ba đứa con trai nhỏ. Mà Hiền thấy rất là bận rộn và Hiền phải xin anh đôi phút anh chia sẻ cái cảm nghĩ của mình một tí xíu với những cái việc làm của anh trong ngày hôm nay. Thật ra mình nói là cũng rất bận rộn nhưng mà mình cũng rất là vui tại mình đã làm được cái gì để giúp cho những cái đồng hương tại đây. Thì giống như là ngày hôm qua đến ngày hôm nay mình đi vòng vòng thành phố, mình thấy cái sự hư hại của đồng hương rất là nhiều. Mình cũng hy vọng rằng với cái sức nhỏ mọn của mình và cũng giống như là gia đình cũng như các em trong nhà thì là mình có một cái khả năng hoặc là mình có một cái sức nào đó mình cố gắng mình làm thôi. Thì hy vọng là những cái điều mình làm nó không có nhiều nhưng mà cũng có một cái gọi là tấm chân tình của mình gửi với đồng hương Panama. Và hy vọng tất cả các đồng hương tại đây sớm ngày mà bình phục hoặc là sẽ sửa sang nhà cho người ta. Các con của anh nhìn nhận và có hỏi cha mẹ về cái công việc làm và tại sao nó phải đi xa một cái thành phố khác, nó có một cái câu hỏi gì của con trẻ ngây ngô không thưa anh? Dạ có, trên đường nó cứ hỏi hoài, hỏi tụi tại sao mình phải đi xa như vậy. Mình phải chạy xe mười mấy tiếng để mình đến đây. Từ sáng này đó thì Jason có cái thời gian chở con đi coi cái thành phố đó, thì khi mà nó nhìn thấy cái cảnh điêu tàn rồi thì nó lại nghĩ tại sao mình đứng đây. Thì hy vọng là mỗi lần đi như vậy Jason cố gắng diễn đạt và cũng giống như là mình chỉ cho nó những cái gì tại sao mình phải làm như vậy, thì hy vọng là các con mình đã hiểu và sau khi nó lớn lên thì nó có thể là cũng ra sức phục vụ đồng hương của mình nữa. Đại diện cho ban ẩm thực của giáo xứ Thánh Pedro Paulo thì xin mời chú Nguyễn Văn Thung chia sẻ về những cái việc làm mà ban ẩm thực chuẩn bị trong ngày hôm nay. Dạ, chúng tôi chuẩn bị cho khoảng 500 người ăn, thì đại khái có tôm rồi có thịt, tất cả mọi người trên giáo xứ công tác với lại tôi để lo cho cái việc này. Cái bão nó qua thì người Việt Nam chúng ta ở đây thì cũng có thể thiệt hại nhưng mà cũng không quá hơn người Mỹ. Thì thật là thiệt hại coi như gần như 100% cái nhà, cái mái nó bay gần hết và nó sập luôn một gần như một phần số tường gạch đã sập và nguyên mái và kèo bay hết luôn. Sau quá sự giúp đỡ thì coi như được khoảng 15% đối với sự thiệt hại của căn nhà. Nhưng mà cái cơn bão rồi vô nó quá mạnh đi, nó làm nhà người ta hoang giống như một bãi tha ma, vô tưởng tượng nhà mình không thể tưởng tượng nổi, nhà cửa cây cối sập hết. Thì ngày hôm nay bác thấy tất cả các đồng hương từ khắp các liên bang về thì cái cảm nghĩ của bác như thế nào? Cái cảm tưởng đây nhất là cảm ơn tất cả cộng đồng liên bang và
cả tiểu bang luôn đây về đây để ủng hộ cho tất cả dân chúng Pharma City này. Tôi đại diện cho tất cả dân chúng ở Pharma thành thật cảm ơn rất nhiều. Mấy cô, mấy chú ở từ xe mà nhiệt tình tới đây ủng hộ. Rất, hồi nãy ngồi dưới tôi rất xúc động, cũng khóc luôn á. Cảm ơn bà cô lấy quà này về cho cha đưa cháu, hai đứa cháu nó ở ngoài xe á, nó nói bà ngoại vô lấy giùm. Em cảm giác của em rất là cảm động và rất là xúc động và rất là cảm ơn cộng đồng người Việt cứu trợ cho cộng ở Palamas. Chúng em giúp một ít có ít lòng nhiều để cho cộng đồng của chúng em ổn định cuộc đời cuộc sống. Là phần tường trình của Ái Hiền và Như Lê về công việc ủy lạo của Ủy ban yểm trợ Liên bang Hoa Kỳ gồm các đại diện của các chủ tịch cộng đồng khắp các thành phố và tiểu bang. Chúc cho quý vị một ngày thật là trọn vẹn niềm vui đoàn viên và chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn. Mong cho tất cả các cộng đồng gần nhau hơn. Ái Hiền và Như Lê tường trình tại Panama City, tiểu bang Florida.